Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu cầu Vsai xích loại nhỏ. Loại này thì xích đơn, bát phanh bé, phù hợp với các bác làm xe ba bánh cho người già, người yếu chân tay. Loại này thì chiều ngang là 70 cm, có cả loại 80 cm. Đấy, cái này thì về nhà thì chỉ mắc xích và cầu sau của mình là xong thôi. Tất nhiên là nó sẽ không thể tiến lùi được, chỉ có số tiến thôi. Đấy, nếu như lắp lùi thì mình có thể lắp thêm số lùi xích, nhưng mà lúc đó thì sẽ phải tính toán lại cái độ lệch của cầu này. Còn hiện tại như cái này là vừa luôn. Đấy, đây bên em thì có các loại 70, 80 cm, 90, 1m, 1m1, 1m2 đều được. Thì làm xe để đi lại thì chắc là chỉ dùng đến 70. Lắp bánh nó sẽ ra khoảng 76 cm là vừa rồi. Đấy, cái này thì có thể sử dụng cơ cấu thì các bạn phải làm lại khung càng, bắt lên đây thì mới dùng được luôn, chứ còn hiện tại là chưa dùng được. Đấy, mọi chi tiết xin liên hệ 0983 818 955 hoặc là số kỹ thuật là 0966 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Loại này thì tim ốc là 7x10 nhé. Đấy, tim ốc 7x10. Tim 7x10 này, lỗ G này là 63 này. Đấy, các cái loại vành bên em có là vành 14 giống như nốt của Ablet, hoặc là vành 12 giống như nốt của Vision, hoặc là vành 10 giống như nốt của xe Atina là đều dùng được. Các bạn cần lựa chọn mẫu vành nào để mua với bộ này thì liên hệ bên em để cung cấp thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh video của em ạ.